Bình minh thứ hai tại trại hè bóng đá thiếu niên và cũng là ngày tập luyện thứ ba của 30 chàng trai nhỏ. Sau 2 ngày ở trại hè, top 30 dường như đã quen với bạn mới cũng như nhịp độ tập luyện của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và huấn luyện viên Phan Thanh Bình, nên trông các chàng trai khá là vui vẻ và tác phong cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đó, quay đi rồi. Rồi. Mình ngồi đi rồi, mình ngồi chậm đi rồi. Đây là cách mà chậm đi rồi đây. Ba bài tập trong ngày thứ ba của 30 chàng trai sẽ là tâng bóng, dẫn bóng, chuyền bóng và thi đấu đối kháng. Để xem các chàng trai nhỏ sẽ cùng nhau tập luyện như thế nào trong buổi tập ngày hôm nay. Bài tập đầu tiên trong buổi sáng thứ ba của trại hè đó chính là rèn luyện kỹ thuật tâng bóng. Nào, giờ phải coi tâng bóng nhá, không đứng một chảo. Nhìn coi, nhìn. Đưa bóng cho thầy coi. Nào, tập trung giờ nhá, đứng động ra, cái con đứng một chảo không ạ. Đứng như vậy. Dùng cục này, đứng chân thẳng ra, mặt nước lên không được cúi xuống, đứng bóng thẳng ra, đứng chân và làm gì không đứng một chỗ nha, đứng bóng đi, đây, còn đi mặt đi bằng mua chân, chưa, đi bằng mua chân rồi, đó, đầu tiên dùng đầy thân, ok, rồi làm đi. Tiếp ngay sau kỹ thuật tâng bóng bằng chân, các cầu thủ phải vượt qua kỹ thuật tâng bóng bằng đầu và sau đó sẽ là bài tập nâng cao tâng bóng kết hợp. Tập luyện kỹ năng tâng bóng bằng các bộ phận trên cơ thể là một biện pháp hữu hiệu nhất giúp các cầu thủ nắm chắc được tính năng và nâng cao khả năng khống chế bóng. Bên cạnh đó, tập luyện tâng bóng cũng có thể giúp các cầu thủ tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong cơ thể, hoàn thiện kỹ năng di chuyển, đồng thời phát triển kỹ năng phản xạ và ứng biến trong thi đấu. Dẫn bóng, di chuyển và chuyền bóng trong phối hợp đồng đội cũng là những kỹ thuật cơ bản trong bóng đá mà mỗi cầu thủ phải thực hiện thật thuần thục và chuẩn xác. Sau khi đã hoàn thành các bài tập kỹ thuật, huấn luyện viên Huỳnh Đức và huấn luyện viên Thanh Bình tiếp tục phân chia đội hình bước vào các trận đấu tập. Các huấn luyện viên trực tiếp phân bố từng vị trí thi đấu trên sân dựa theo khả năng nổi trội mà cầu thủ đó đã thể hiện trong các ngày tập luyện vừa qua. Thông qua các trận đấu tập như thế này thì các huấn luyện viên sẽ điều chỉnh lại vị trí thi đấu cho phù hợp với điểm mạnh của mỗi cầu thủ. Quả người rất tốt. Cơ hội cho đội màu vàng. Phanh bóng rất bình tĩnh. Nhưng cuối cùng lại là một động tác hơi rườm rà. Một pha xử lý hơi rườm rà của tiền đạo đội màu vàng. Đó là Minh Thiện. Đức Thiện. Đức Thiện là một cầu thủ đã gây được rất nhiều ấn tượng ở những vòng ngoài. Đức Thiện là một mẫu tiền đạo có khả năng can lướt và có tốc độ cũng như kỹ thuật cá nhân rất tốt. Và phát bóng không tốt của thủ môn đội màu vàng. Đức Thiện
Xoạc bóng rất quyết liệt nhưng vẫn là Đức Thiện tăng bóng. 1-0 dành cho đội mặc áo bít màu trắng. Đó là một cú tăng bóng vô cùng tinh tế của Nguyễn Đức Thiện. Đội mặc áo bít màu vàng sau khi để thua thì họ đang rất cố gắng để có thể đẩy cao đội hình và chơi tấn công. Thế trận lúc này vẫn nhỉnh hơn nghiêng về phía đội màu trắng. Đức Thiện được chuyền bóng tốt cho Thế Ngọc. Thế Ngọc dứt điểm. Không được. Cú đá của Thế Ngọc trông thấy hơi với nhưng vẫn còn. Rất đáng tiếc là Thế Ngọc lại dứt điểm hụt. Suýt chút nữa thì Thế Ngọc đã giúp cho đội áo bít trắng nâng tỷ số lên 2-0. Minh Thiên cơ ơi, không được. Đẩy bóng hơi dài và đó là thời cơ để cho thủ môn Duy Anh có thể băng ra. Rất bình tĩnh. Đức Thiện. Đức Thiện là một người nếu như có khoảng trống sẽ tạo ra được rất nhiều sự nguy hiểm bởi tốc độ và sự can lướt. Sẽ có quả đá phạt dành cho đội áo bích trắng. Đứng trước quả đá phạt này đó là số 166 của đội trắng là Đức Phát. Thái Tuấn tường truyền vào, dứt điểm, không vào, dứt điểm tiếp. Tỷ số là 1-0. Sau hai cú dứt điểm liên tiếp thì Minh Thiện đã đưa được bóng vào lưới của đội trắng. Quân bình tỷ số 1-0 cho đội màu vàng. Đó là bàn thắng hết sức quan trọng dành cho đội màu vàng. Tiếp tục sẽ là Đức Phát đá phạt. Khá nguy hiểm. Đình Bảo vừa rồi đã phải xử lý an toàn. Dứt điểm tiếp. Cú đá rất căng và tỷ số được nâng lên là 2-1. Một cú sút rất đẹp của Thế Ngọc bên phía đội màu trắng để nâng tỷ số lên 2-1. Đó là một cú ná đại bác tầm xa. Không lâu sau khi đội vàng gỡ hòa thì đội trắng đã ngay lập tức vượt lên. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, nguy hiểm. Duy Anh đã chơi xuất sắc. Đức Thiện đối mặt. Đức Thiện. Đức Thiện đã không thắng được Đình Bảo. Đó sẽ là một quả penalty dành cho đội mặc áo bít màu trắng. Dứt điểm không vào. Cú đá penalty đã đi lên trời. Cơ hội để đội trắng nâng tỷ số lên 3-1 nhưng đã bị bỏ lỡ. Một cách hết sức đáng tiếc bởi một cú đá penalty đi lên trời. Thế Ngọc. Đức Thiện. Cú dứt điểm quá căng và chính xác. Một cú sút không thể cản phá của Đức Thiện và tỷ số được nâng lên là 4-1 dành cho đội mặc áo bít màu trắng. Và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Một màn trình diễn rất ấn tượng của các cầu thủ mặc áo bít màu trắng. Con tên Võ Văn Tiến, con 12 tuổi, đến từ Gia Lai. Bài tập ngày hôm nay thầy đưa ra là tăng bóng, dẫn bóng và đấu đối kháng. Và con cảm thấy hoàn thành tốt rồi. Dạ cũng hơi khó đối với con. Dạ khó nhất là tăng bóng ở các bộ phận. Dạ con còn chưa tăng được nhiều bộ các bộ phận khác. Dạ những màu của người thi đấu thì thầy đưa ra rất là tốt. Con thấy bài tập của thầy rất bổ ích. Giúp con dễ và dễ đi banh qua người. Khi top 30 đã trải qua 3 ngày tập luyện đầy căng thẳng, ban tổ chức trại hè bóng đá thiếu niên 2018 quyết định sẽ giúp các em giải tỏa tâm lý bằng một buổi giao lưu gặp gỡ một cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà các em yêu thích. Vậy thì cầu thủ nổi tiếng đó là ai và buổi giao lưu ấy sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Vì Trái Bóng Lăn phát sóng vào 16:15 ngày 11 tháng 11 trên kênh VTV6.